Xin chào tất cả các bạn, mình là Lan Khánh Gaming 2022 đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chơi Minecraft. Nhưng mà mình sẽ test sức mạnh của từng con mod trong Minecraft. Ví dụ con này là Skeleton đối với Zombie, ai sẽ thắng? Ok, còn bây giờ thì bắt đầu vào video thôi. Chờ mình chỉnh lại góc nhìn đã. Ok. Đó. Bây giờ nha, mà trước kia là mình cần phải dụ cái con skeleton bắn vào cái con zombie đã. Để an toàn cho bản thân thì mình sẽ cần phải là... Ok mọi người, thì cần đảm bảo cho bản thân mình thì mình cần phải chuẩn bị cho mình một bộ giáp Netherite để có thể chống cự với mấy con này, nó cứ tấn công mình ngoài. Ui dồi ôi, mạnh thế, mình sẽ thua cái đoạn đánh. Ok mọi người ơi, thì mình đã đánh được. Đánh đuổi được bọn kia. Bây giờ mình sẽ lấy skeleton. Ê skeleton, Skeleton chiến thắng hay là zombie chiến thắng? Không biết nữa. Yeah! Và tất nhiên là Skeleton sẽ thắng được rồi. Và đối thủ tiếp theo của Skeleton không ai khác chính là Piglin mọi người. Piglin ấy. Ok. Mình có chữ Pit. Nhầm. Pit. Piglin tên gì mình quên rồi. Piglin thầy ma heo đây, còn mình Piglin hi bro. Bây giờ do mình Piglin đấu với Skeleton. Mới là phải chỉnh chế độ sinh tồn. Oh shit, đi về nhà, về, ở đây quá sức rồi. Ok. Nguyên, yeah, đi về thất bại thôi. Trời ơi, mọi người ơi, quá mệt mỏi với lũ này. Giết ai cũng giết được mình. Ok, mình phải bắt buộc lên. Oh my god. Sao nó lên được đây? Làm bực của nha. Game mod 1. Làm bực của nha. Thằng nào và xô ta đúng không? Để tao chỉnh cái lạnh này. Đẹp. Ai nhầm. Sorry. Cà. Kiu. Làm anh bực rồi đấy. Ủa sao không? Chắc có cả Acelot cũng chết luôn hả? NPC luôn. What? Ở cái khu của mình có con NPC nào đâu. Ok. Nó chết hết rồi. Nó lên một cái này.
làm anh bực rồi đấy. Thôi bây giờ mình sẽ đi tìm nè. B-I-G đi nè. Lấy tất cả con pick ra, chỉ chia đầu với một con skeleton. Ok, cái con skeleton Wither skeleton. Họ tên Brooklyn. Wow, thấy những con heo rồi. Và tất nhiên con này nó có thể trao đổi với chúng ta mọi người. Tiếp theo con này. Ok, con này nhà giàu. Bây giờ thôi dùng, thôi xả con này đi. Bây giờ nhá, đánh nhau đi. Đúng rồi, đấm nhau đi. Đánh nhau đi, đấm nhau đi. Đúng rồi, đấm nhau đi. Em mình sẽ thử. Bây giờ mình sẽ thử đi vào cổng địa ngục nhá. Bây giờ mình sẽ lấy cái con Skeleton Wither này. Rồi con Piglin mạng vàng 9 số 4 này. Chiến đấu với nhau là ok, hai con này chiến đấu với nhau luôn. Ok. Đánh nhau đi. Đánh nhau đi, đúng rồi, đánh nhau đi. Yeah, và tất nhiên Piglin mạng vàng 9 số 4 sẽ chiến thắng. Nhưng mà nó bị trúng độc của con Wither mọi người. Rồi con tiếp theo, con này. Con bình thường. Gosh. Nghĩ mình cần phải đưa nó đến cái chỗ khác thôi. Cái chỗ này được. Yeah. Lê, đấm nhau đi. Đúng rồi, đấm nhau. Oh, ok, vậy là con này chiến thắng. Rồi con này. Để con này. Vậy con này, thế con nào thắng? Bọn nó không đánh nhau. Ok, bọn này không đánh nhau mọi người. Nhưng, trừ hai con này. Đấm đi, đấm đi anh bạn. Đúng rồi, đấm nhau đi, đấm nhau đi. Yeah. Yes. Bây giờ mình sẽ. Ok, hai bọn giống loài mình không. Bây giờ mình sẽ thử cho con. Ây da, hơi căng nha. Bây giờ nếu Skeleton Wither giết bây giờ mình sẽ thử sức mạnh. Nhưng tao sẽ không thuộc về nơi này. Tao phải thuộc về cái nơi này. Ôi dồi ôi, cái gì đây? À mà trước tiên để với một cuộc mới, đó chính là trao đổi với Piglin. Bây giờ chưa bao giờ mình trao đổi đồ với Piglin hết á. Nên hôm nay mình sẽ dành thời gian là trao đổi đồ với Piglin luôn. Ê Piglin, tao có vàng này. Come on, chào đã. Để cho tao cái để. Để cho cái giấy. Quả cầu lửa, nha. Cái này nó cũng có một ít. Nó cũng có thể giúp mình nó. Quả cầu lửa nha. Đó. Bẹp bẹp bẹp. Bẹp 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 bẹp. Hai, bây giờ lắp mấy cái này là thôi. Ok, nó hết luôn rồi. Bây giờ mình sẽ thử cho cái con Snowman chiến đấu với quỷ lửa. Ok mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đi lấy cái quả Snowman. Snow. Đây, Snow đây. Ê bạn ơi. Bạn ơi, bạn quỷ lửa ơi. Nghiên. Không biết liệu con nào sẽ giành chiến thắng. Bắn nhau đi. Bắn nhau đi. Đúng rồi, bắn nhau đi. Bắn nhau đi. Nó không bắn nhau. Ui kì dạ. À bắt đầu bắn nhau rồi. Bắn đi bắn đi. Đúng rồi. Ôi không rồi. Ok, anh Snowman của chúng ta vẫn đã bị ngỏ cực tuổi. Ok, mình sẽ thử cho anh Golden đấu với Clean. Đánh nhau đi. Đánh nhau đi.
chiến thắng đấy. Yes, và tất nhiên vẫn là anh Gulen đẹp trai của chúng ta rồi. À, 100 Piklin ra. Anh Gulen đẹp trai, cố gắng lên anh Gulen. Ôi không, anh Gulen đang bị hành hạ đến chết. Cố gắng lên anh Gulen ơi, cố gắng lên. Yeah, và anh Gulen của chúng ta tuy rất là cú ký, bị hỏng móc, nhưng mà vẫn chiến thắng được 7 heo. 7 heo. Bây giờ mình sẽ cho thêm một đống nữa nhỉ. Đó đi. Wow, nhưng mà anh Golden Gole của chúng ta đã ra đi bằng một cách không thương tiếc. Nhưng chỉ khi mình cho anh Golden lên. Ok, chiến đấu tiếp đi anh Golden. Đúng rồi. Hung nó lên chơi đi. Đúng rồi. Cho nó lên chơi đi. Đúng rồi. Đánh cho nó lên chơi đi anh. Đó, đó. Anh ơi, cố gắng lên, anh Golden ơi, cố gắng lên. Ok, anh Golden mới phải thua thôi. Rồi mình sẽ thử chịu hồi ba anh Golden nha. Ba anh Golden. Con này nha. Ba anh Golden. Hãy thông anh Golden là đủ chấp hết hai bọn này. Chiến đấu đi anh ơi. Đúng rồi. Thằng này. Đi xuống. Yeah. Và một cú. Ok. Anh có lần chiến đấu đi. Chiến đấu skeleton. Đi xuống đi mấy. Ok, một phát chết luôn. Ok, mình nghĩ là video của mình là thúc rồi. Bạn nào thích video này của mình đừng quên comment xuống phía dưới nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.